Với rất nhiều người, một trong những niềm vui lớn nhất tại Euro 2024 là khi vòng bảng khép lại, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục thi đấu bởi trong đó có Cristiano Ronaldo, cầu thủ nổi tiếng nhất của vòng chung kết giải bóng đá năm nay. Và cuối cùng thì CR7 vẫn đang tiến bước với đội bóng của mình. Điều gì đang đợi họ ở vòng 1/8? Hãy cùng tìm hiểu với chương trình Sôi động cùng Euro số 42 trên kênh YouTube VNews truyền hình Thông tấn. Sau vòng bảng là vòng 16 đội, sau vòng 16 đội là vòng tứ kết, bán kết rồi đến chung kết. Vậy, hành trình của Ronaldo và các đồng đội sau vòng 1/8 này sẽ thế nào? Chắc chắn là Bồ Đào Nha muốn tiếp tục thẳng tiến, nhưng đối thủ của họ thì không muốn vậy. Đánh bại nhà vô địch năm 2016 cùng việc tước đi cơ hội cuối cùng đăng quang ở sân chơi này của Ronaldo là điều mà Slovenia đang hướng tới. Thất bại 0-2 trước Georgia ở lượt cuối vòng bảng không ảnh hưởng gì đến thứ hạng của Bồ Đào Nha, song điều đó cho thấy đội tuyển này không phải khó bị đánh bại. Thừa nhận rằng Selecao sẽ tung ra đội hình B, nhưng sự gắn kết trong lối chơi của họ là một dấu hỏi. Trên hàng công, Cristiano Ronaldo tiếp tục vô duyên bất chấp không thiếu các cơ hội. Trong khi đó, Slovenia đã thi đấu đầy cố gắng ở một bảng C khó khăn để đi tiếp vòng 1/8. Hiện đối thủ phía trước của thầy trò Matthias Kek là Bồ Đào Nha, nhà vô địch Euro 2016. Xét trên mọi phương diện, đội bóng của siêu sao Ronaldo đều tỏ ra vượt trội so với Slovenia. Rõ ràng là muốn đánh bại được Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Matthias Kek phải có chiến thuật hợp lý. Còn John Oblak và các đồng đội phải thi đấu trên 100% khả năng của mình. Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ tung lực lượng mạnh nhất ở vòng 1/8 và sẽ không hề đơn giản để Ronaldo cùng các đồng đội có thể dễ dàng vượt ải trước một Slovenia đoàn kết và có tính kỷ luật cao. Cristiano Ronaldo rốt cuộc đã không thể ghi được bàn thắng nào tại vòng bảng Euro 2024. Bất chấp được đá chính ở cả 3 trận cho Bồ Đào Nha, qua 3 vòng bảng, Ronaldo chỉ bỏ túi một đường kiến tạo, và đó là đường chuyền thành bàn cho Bruno Fernandes lập công trong chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận thứ 2 bảng F. Tổng cộng, CR7 tung ra 12 pha dứt điểm, trung bình 4 lần mỗi trận, trong đó chỉ có 5 lần bóng đi trúng đích. Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp xuyên suốt 11 giải đấu lớn, 5 vòng chung kết World Cup và 6 vòng chung kết Euro, Ronaldo không ghi nổi bàn nào ở vòng bảng. Ronaldo thực tế đã chơi đầy cố gắng ở cả 3 trận vòng bảng mà anh góp mặt tại Euro 2024, nhưng đáng tiếc không thể điền tên lên bảng điện tử. Trong trận đấu trước Georgia, tiền đạo 39 tuổi đã được huấn luyện viên Roberto Martinez tiếp tục bố trí đá chính với hy vọng giúp anh có pha lập công mang tính giải tỏa, dù vậy điều này đã không xảy ra. Trong hiệp 1, Ronaldo có pha tranh chấp với cầu thủ của Georgia dẫn đến ngã trong khu cấm địa. Tuy nhiên, trọng tài đã không cho Bồ Đào Nha hưởng 11m. Ronaldo phản ứng dữ dội với quyết định này của trọng tài. Thế nhưng, chẳng những không đòi được penalty, anh còn phải nhận một tấm thẻ vàng. CR7 được rút ra nghỉ ở phút 66 sau đó. Giờ đây, Ronaldo hy vọng có thể lập công ở vòng knockout khi Bồ Đào Nha đụng độ với Slovenia. Trước đó, ở trận giao hữu với Slovenia vào cuối tháng 3 vừa qua, Bồ Đào Nha đã bất ngờ gục ngã 0-2 trước đối thủ, bất chấp đón chào sự trở lại của Cristiano Ronaldo trong đội hình chính. Trận thua này còn khiến Selecao đứt mạch toàn thắng dưới thời huấn luyện viên Roberto Martinez. Cụ thể, sau chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Thụy Điển cách đó ít ngày, Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm gỏi Slovenia. Đội tuyển chỉ đứng thứ 55 trên bảng xếp hạng FIFA, đặc biệt khi họ đón chào sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo. Với chất lượng đội hình vượt trội không quá khó hiểu khi Bồ Đào Nha nắm giữ thế trận sau tiếng còi khai cuộc. Đội khách cầm bóng đến 70% trong 45 phút đầu tiên, nhưng hoàn toàn tỏ ra bế tắc trước lối đá phòng ngự chắc chắn của Slovenia. Thậm chí Slovenia còn tung ra được nhiều pha dứt điểm với 3 lần, trong khi Bồ Đào Nha chỉ có vỏn vẹn 1 lần dứt điểm. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công, tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, trong ngày Ronaldo bị phong tỏa, Selecao đã gặp vô vàn khó khăn. Họ tung ra 9 cú sút, song chỉ có 2 lần trong số ấy đi trúng mục tiêu. Trái lại, Slovenia tỏ ra sắc sảo trong từng đợt lên bóng. Và điều gì phải đến cũng đến. Phút 72, tiền vệ 24 tuổi Adam Sorin mở tỷ số cho Slovenia sau cú đá quyết đoán vào vòng cấm. Chưa đầy 10 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho đội chủ nhà và người lập công là Timi Elsnik. Dù rất nỗ lực ở thời gian còn lại nhưng Bồ Đào Nha cũng không thể tìm được bàn danh dự, qua đó chấp nhận thất bại. Trước thềm trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Slovenia diễn ra vào ngày 2 tháng 7 sắp tới, đội quân của thầy trò Selecao cần phải chuẩn bị thật cẩn thận.
nếu không muốn kết quả đáng buồn lặp lại một lần nữa. Cristiano Ronaldo luôn được nhắc tới đầu tiên khi người ta nói về tuyển Bồ Đào Nha. Và thực tế, chương trình Sôi Động Cùng Euro cũng đã hơn một lần có những mục riêng về CR7, dù hôm đó đội bóng của anh có thi đấu hay không. Quả thật, ở tuổi 39, những điều Ronaldo đang làm là rất đáng khen đối với một lão tướng. Nhưng đừng quên rằng, ở tuyển Bồ vẫn có người lớn tuổi hơn anh và thậm chí nhân vật ấy còn chơi vô cùng xuất sắc. Người mà chúng ta đang đề cập là trung vệ Pepe. Nhiều người theo dõi đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu tại Euro 2024 vì có Cristiano Ronaldo, nhưng chắc chắn rằng họ cũng phải dành cho Pepe những lời tán dương. Đội quân Selecao đã rất quyết tâm để đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-0. Theo đó, tại sân vận động BVB Station Dortmund, Ronaldo chiếm trọn spotlight với tình huống cực kỳ đồng đội, truyền ngang cho Bruno Fernandes ghi bàn dù CR7 ở thế đối mặt với thủ môn. Sức hút của Ronaldo vốn đã lớn, nay còn lớn hơn khi Euro 2024 nhiều khả năng là giải đấu lớn cuối cùng của anh trong sự nghiệp, khi cựu tiền đạo Real Madrid đã bước sang tuổi 39. Mọi buổi tập, mọi trận đấu hay thậm chí là từng cú chạm bóng của anh luôn được chú ý. Nhưng Ronaldo chưa phải là cầu thủ lớn tuổi nhất đội tuyển Bồ Đào Nha. Pepe, người năm nay đã 41 tuổi, cũng xứng đáng nhận được lời ngợi ca. Với việc góp mặt trên đất Đức mùa hè này, anh đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự một kỳ Euro. Kỷ lục này sẽ rất khó bị phá vỡ. Ấn tượng hơn, Pepe vẫn đang là thủ lĩnh hàng thủ đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù huấn luyện viên Roberto Martinez sở hữu những trung vệ trẻ, khỏe và cũng rất đẳng cấp như Ruben Neves hay là Nuno Mendes, tại Euro 2024, Pepe đá chính 2 trận, chơi gần như trọn vẹn. Theo WhoScore nhận định, anh là cầu thủ có điểm số trung bình là 7,2 điểm, cao nhất hàng thủ đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong đó, màn trình diễn cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ là cực kỳ ấn tượng. Pepe có tỷ lệ tắc bóng chính xác đến 75%, 7 lần giải vây, nhiều nhất chặn, một lần đánh chặn. Anh hóa giải hầu hết những đường tạt bóng của đối phương và liên tục nhận lời hò reo từ phía cổ động viên. Ở đội tuyển Bồ Đào Nha lúc này, dấu ấn chuyên môn của Pepe thậm chí còn lớn hơn cả Ronaldo. Quan trọng là thế. Tuy nhiên, Pepe cũng sẽ chẳng bận lòng khi sự xuất sắc của anh đôi khi bị hào quang của Ronaldo che khuất. Vì thủ lĩnh hàng thủ từng hứa rằng bản thân chỉ giải nghệ khi Ronaldo cũng làm như thế. Anh khẳng định chỉ cần CR7 vẫn còn ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Pepe sẽ luôn có mặt để hỗ trợ. Pepe ngăn chặn mọi cơ hội ghi bàn của Slovenia và Ronaldo mang về bàn thắng cho đội nhà. Đó là một kịch bản đẹp mà có lẽ không ít cổ động viên của Bồ Đào Nha đang mong đợi ở trận đấu sắp tới. Nhưng liệu đối thủ của họ có dễ dàng trở thành nạn nhân như trong tưởng tượng đó hay không? Hãy hỏi nhà tiên tri của Sôi Động Cùng Euro để có câu trả lời các bạn nhé! Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Dự Đoán Cùng Euro với nhà tiên tri Hạm Tờ Kiều của chúng ta. Và trận đấu ngày hôm nay Hạm Tờ Kiều dự đoán đó chính là trận đấu diễn ra giữa Bồ Đào Nha và Slovenia. Kết thúc vòng bảng thì Bồ Đào Nha đã có được 6 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận thua. Bồ Đào Nha xếp ở vị trí nhất của bảng F. Và đối thủ của Bồ Đào Nha đó chính là đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất. Đó chính là Slovenia, đội xếp thứ 3 của bảng C sau khi họ có được 1 chiến thắng và 2 trận thua. Liệu ngày hôm nay Slovenia có gây được khó khăn cho CR7 và các đồng đội của mình hay không thì chúng ta phải chờ trận đấu này kết thúc. Còn bây giờ thì hãy tham khảo xem nhà tiên tri của chúng ta Hạm Tờ Kiều sẽ lựa chọn đội nào là đội giành chiến thắng và giành quyền đi tiếp quý vị nha. Và để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu ở bên phía tay trái màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của Bồ Đào Nha. Và bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn đó chính là quốc kỳ của Slovenia. Và phần dự đoán của Hạm Tờ Kiều đã chính thức bắt đầu. Ngay từ những giây phút đầu tiên, Hạm Tờ Kiều đã di chuyển ba thức ăn bên phía của Bồ Đào Nha rồi. Liệu ăn hay không thưa quý vị và các bạn? Hạm Tờ Kiều đang ngồi trong ba thức ăn của Bồ Đào Nha. Rất trong vánh ở những giây phút đầu tiên Hạm Tờ Kiều đang ngồi trong bát ăn của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên ở những góc quay như thế này thì rất khó để phát hiện là Hạm Tờ Kiều đã ăn hay chưa. Có vẻ như ăn rồi thưa quý vị và các bạn. Như vậy là Hạm Tờ Kiều đang lựa chọn ăn bát thức ăn bên phía của Bồ Đào Nha. Vâng, ở góc quay như thế này thì
Không cần công nghệ VAR, chúng ta có thể dễ dàng phát hiện là Hamtek đã lựa chọn ăn bắt ăn bên phía của Borussia, thưa quý vị và các bạn. Và lựa chọn của Hamtek đó chính là lựa chọn Borussia là đội giành quyền đi tiếp. Còn dự đoán của quý vị và các bạn là gì? Hãy để lại comment cho chúng tôi biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bên cạnh những người hâm mộ Ronaldo cuồng nhiệt thì cũng có rất nhiều anti-fan chỉ mong CR7 và các đội bóng của anh gặp thất bại. Vì thế, không thể có 100% dự đoán đều nghiêng về việc Borussia chiến thắng. Vậy bạn cho là tỷ số nào sẽ xuất hiện trên bảng điện tử khi trọng tài nổi còi mãn cuộc? Hãy comment dự đoán đó dưới video này và bạn chắc chắn sẽ nhận được lời khen nếu dự đoán ấy là chính xác đấy ạ. Chúc các bạn may mắn và xin chào tạm biệt.